Tình và bi kịch tuổi già của Châu Tinh Trì. Châu Tinh Trì từ một cậu bé nghèo khó trở thành quái kiệt của showbiz hoa ngữ. Giờ ông là vua hài nổi danh, giàu có nhưng phía sau đó vẫn lắm những lời thị phi, chê bai. Ngày 18 tháng 6, dư luận Hong Kong xôn xao trước tin tức Châu Tinh Trì thiếu tiền phải thế chấp nhà trả nợ. Thép Y Feng, vua hài Hong Kong, đã chấp nhận đánh cược và sau cùng nếm trái đắng vì rủi ro không lường trước. Cụ thể, Tinh gia từng đặt bút ký một hợp đồng mang tính năm ăn năm thua với đối tác đầu tư là công ty Thượng Hải Văn Hóa với nội dung từ năm 2016 đến năm 2019 sẽ đạt tiền lãi khoảng 140 triệu đô la Mỹ. Nếu không đạt được mục tiêu đề ra, Châu Tinh Trì sẽ bồi thường bằng tiền mặt hoặc mua lại cổ phần của công ty. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, ông không đạt được mục tiêu đề ra và phải thế chấp khu biệt thự rộng lớn với giá cao để trả nợ. Chưa giải quyết xong rắc rối tiền nong với đối tác, Tinh gia lại tiếp tục vướng vào rắc rối tình tiền với bạn gái cũ Vu Văn Phượng. Cô đã nộp đơn kiện lên tòa án, đòi nam diễn viên trả số tiền khoảng 9 triệu đô la Mỹ còn thiếu. Châu Tinh Trì của tuổi 58, danh tiếng, giàu có nhưng cô độc và cuộc sống đầy rẫy thị phi. Điểm khởi nguồn cho mọi ồn ào trong sự nghiệp, đời tư của Châu Tinh Trì gói gọn trong 8 chữ, tính tình dị hợp, yêu tiền hơn mạng. Thiên tài, bị thầy ghét, bạn quay lưng. Chẳng ai ở Trung Quốc có thể nghi ngờ về cái tài của Châu Tinh Trì. Sau Cát Ưu, nam đạo diễn Hong Kong là người hiếm hoi được phong vua trong showbiz hoa ngữ mà chẳng ai lên tiếng phản đối. Thậm chí, người còn tán tụng ông với loạt danh xưng mỹ miều, vua hài kịch, vua phòng vé, vua điện ảnh, sau khi tạo nên một đế chế phim hài với màu sắc dị biệt, độc đáo và thấm đẫm, mùi đời, được đúc kết từ chính thăng trầm từng trải của ông mà khó ai có thể sao chép. Những tác phẩm của Tinh gia như Tuyệt đỉnh cung phu, Vua hài kịch, Đội bóng thiếu lâm, Đường bá hổ điểm thu hương, Mỹ nhân ngư, Trường học uy long 3, Tân tinh võ môn 2 đều xác lập kỷ lục phòng vé khó bị sô ngã và được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh hoa ngữ. Tài hoa hơn người là thế, nhưng Châu Tinh Trì chẳng được lòng đồng nghiệp. Trong giới, người thù ghét ông nhiều vô số. Họ gọi nam diễn viên là gã trai, phản thầy, lừa bạn. Thời Châu Tinh Trì chưa nổi danh, chật vật tìm đường lên, xóa bỏ mác diễn viên quần chúng, ông may mắn được đạo diễn Lý Tu Hiền để mắt. Lý sau đó cố tình mời Tinh gia tham gia phim Phích Lịch Tiên Phong. Nhờ đó, Châu nhận giải tại Kim Mã Đài Loan. Đây là bước ngoặt trong sự nghiệp tài tử Hong Kong. Chẳng ngờ rằng, sau khi có được danh tiếng, vua hài không kiêng nể Lý Tu Hiền. Những phim do Lý mời mọc, Châu đều hết giá trên trời. Chưa kể nam diễn viên vua hài kịch còn chê bai phim của Lý Tu Hiền nhạt nhẽo sau lưng ông. Mối quan hệ giữa hai người cũng từ đây, cạch mặt. Về sau Lý Tu Hiền chỉ đích danh Châu Tinh Trì là kẻ vong ơn. Ngày chưa nổi tiếng, tên đó còn biết tôn ti trật tự. Có tí danh vịn vào người rồi, không coi ai thuận mắt, kể cả thầy mình, trùng hướng Hoa Cường người từng một thời góp vốn cho Châu làm phim chỉ trích vua hài trên mặt báo. Hơn 40 năm lăn lộn trong giới, là ngần ấy năm Tinh gia bị bạn bè, đồng nghiệp lên thẳng mặt báo, bóc phốt, bài xích. Từng một thời, mỗi khi Châu đóng máy một dự án người ta đón đợi chờ xem ngôi sao nào sẽ là người quay lưng với, vua hài Hong Kong. Năm xưa khi cùng Hồng Kim Bảo làm chỉ đạo võ thuật Tuyệt đỉnh cung phu, Tinh gia đã đắc tội với đại ca vì không biết tôn ti, kiêng rẻ trên dưới. Vương Tinh tuyên bố không bao giờ tái ngộ hợp tác, thậm chí còn buông lời khinh rẻ Châu Tinh Trì, anh ta chưa bao giờ làm phim cho người Hong Kong. Anh ta làm phim chỉ vì tiền. Đến cả những người bạn tưởng chừng là thân thiết với Châu, lần lượt là Lương Triều Vĩ, Huỳnh Nhất Phi, Lý Lực Trì, Ngô Mạnh Đạt, La Gia Anh, đều từ mặt vua hài. Hợp tác làm việc thì được, chứ làm bạn thì không bao giờ, diễn xuất và làm người là hai chuyện khác nhau, suốt thời gian làm việc cùng nhau, tôi và anh ấy nói chuyện với nhau không quá 100 câu. Châu Tinh chỉ có tính cách kỳ quặc, khó hiểu, đồng nghiệp không ngại miệng tuyên bố về Tinh gia. Tai tiếng, cắm sừng, quỵt nợ người tình đeo bám. Không chỉ bị đồng nghiệp, bạn bè bêu xấu trên mặt báo, trong số chục bóng hồng từng ngang đời Châu Tinh Trì, cũng ít ai nói tốt về ông. Trong đó, Chu Ân và Vu Văn Phượng là được xem là hai mối tình ồn ào nhất. Châu Tinh Trì nổi tiếng đa tài, nhưng cũng được cho là kẻ đa tình. Ông chính là người khiến nữ diễn viên Chu Ân chỉ biết tự trách mình, hoán đời khi yêu phải người đào hoa. Châu Tinh Trì làm lãng phí tuổi xuân của tôi. Anh ta có thể vừa yêu bạn, vừa yêu người thứ ba, thứ tư, thứ năm nào đó. Thực tế, anh ta không hề yêu bạn. Người anh ta yêu nhất chính là bản thân anh ta. Trong lòng anh ấy, đến vị trí một người bạn tôi cũng không bằng. Đừng bao giờ nhắc đến con người đó với tôi, người đẹp sinh năm 1971 buông lời oán trách. Chu Ân và Châu Tinh Trì nên duyên sau khi hợp tác trong bộ phim Học viện Uy Long. Thời điểm đó, họ được xem là đôi trai tài gái sắc của showbiz hoa ngữ. Yêu nhau hơn 3 năm, cặp sao bất ngờ tuyên bố đường nấy đi, cuộc chia tay của Chu Ân Châu Tinh Trì tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí với nhiều đồn đoán.
Đến nay nguyên nhân rạn nứt quan hệ vẫn là câu chuyện riêng tư, chính người trong cuộc mới tỏ. Còn với công chúng, họ chỉ biết rằng Chu Ân thất vọng khi bạn trai phụ bạc lén quan hệ với đồng nghiệp nữ ở trường quay. Người tình một đêm năm ấy của Tinh Gia được chỉ đích danh là nữ ca sĩ Mạc Văn Úy. Vu Văn Phượng tiểu thư xuất thân từ gia đình Trâm Anh Thế Việt, cha chủ tịch tập đoàn kiến trúc sư lớn ở Hong Kong, đem lòng yêu mến Châu Tinh Trì chỉ sau một buổi đi xem phim. Năm 1998, cả hai có dịp gặp gỡ nhau ngoài đời thực và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Cứ thế, Tinh Gia và Vu Văn Phượng âm thầm bên nhau hơn chục năm. Quãng thời gian hẹn hò, dưới sự hỗ trợ của Văn Phượng, Châu Tinh Trì bước chân vào lĩnh vực đầu tư bất động sản. Khối gia sản của ông cũng nhờ đó mà sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Không ít người cho rằng đế chế của Tinh Gia có được sự lớn mạnh như hôm nay một nửa công sức là của Vu Văn Phượng. Thế nhưng, sau 13 năm lặng lẽ chờ đợi một đám cưới, chấp nhận sống với danh phận người tình thầm lặng, Văn Phượng chủ động dứt đoạn tình cảm với Vua Hài. Tháng 9 năm 2012, cô đâm đơn kiện tình cũ, đòi số nợ 9 triệu đô la Mỹ. Vu Văn Phượng từng có thời gian làm cố vấn tài chính cho công ty của Châu Tinh Trì. Ngoại trừ số tiền lương được nhận, tình cũ đã hứa miệng sẽ trả thêm 10% hoa hồng cho cô, tổng số tiền là hơn 10 triệu đô la Mỹ. Nhưng từ đó đến nay, Châu Tinh Trì mới trả được 1 triệu USD. Trước sự việc này, thông qua luật sư của mình, Châu Tinh Trì cho biết mình không hề nợ nần gì Vu Văn Phượng tiền cố vấn và cũng không hề trả cho cô 1 triệu đô la Mỹ nói trên. Vụ kiện tụng cứ thế dây dưa cho đến ngày hôm nay. Truyền thông Trung Quốc bình luận Vu Văn Phượng có lẽ là cô bạn gái, khắc cốt ghi tâm của đạo diễn tuyệt đỉnh Kung Fu. Vu là người gắn bó với Tinh Gia lâu nhất, là người giúp ông kiếm được khối gia sản lên đến hàng trăm triệu USD, nhưng cũng là người mang đến nỗi bẽ bàng cho cuộc đời của Vua Hài xứ Hương Cảng. Ám ảnh hai chữ, tiền nong, vì tuổi thơ khốn khó. Đừng bao giờ nói chuyện với Tinh Gia về tiền, Điền Khải Văn người từng là trợ lý của tài tử Hong Kong nói trên 163. Châu Tinh Trì coi trọng đồng tiền và chấp nhận đánh đổi với vận mệnh. Vua Hài sinh năm 1962 tại khu phố nghèo, cha mẹ không hạnh phúc ở Cửu Long, Hong Kong. Tuổi thơ của ông vì thế mà luẩn quẩn trong vòng lặp đói ăn kém mặc, cũng như chứng kiến cảnh người cha nghiện ngập hành hạ mẹ mỗi ngày. Thành công của những tác phẩm oanh tạc phòng vé giúp Châu Tinh Trì kiếm được thu nhập khủng. Năm 1989, không muốn chỉ mãi bó buộc với nghề diễn, ông quyết định dồn tiền lập công ty sản xuất phim, mang tên Tinh Vĩ. 4 năm sau, Tinh Gia tiếp tục trở thành ông chủ của hãng điện ảnh Thái Tinh Hong Kong, là công ty đứng sau loạt bom tấn Đại Thoại Tây Du, Thần Ăn, Đội Bóng Thiếu Lâm, Tuyệt Đỉnh Kung Fu. Năm 2002, ông lập công ty điện ảnh Bingo và đầu tư hệ thống rạp chiếu phim với số tiền 4,2 triệu đô la Mỹ. Nhiều rạp chiếu ở khắp các thành phố lớn của Trung Quốc đại lục như Trùng Khánh, Thành Đô, Quý Châu, Thượng Hải đều được Vua Hài nhẹ nhàng thâu tóm. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn đầu tư vào thị trường bất động sản, chơi chứng khoán. Những chiêu thức kinh doanh học lỏm từ các ông bạn tỷ phú là Dương Thụ Thành hay La Triệu Huy giúp Châu Tinh Trì đã giàu, lại càng giàu hơn. Ông hiện là chủ của chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh mang tên mình, sở hữu đội bóng đá Angel Hong Kong và nắm trong tay một loạt lô đất đắt đỏ bậc nhất xứ Hương Cảng, trong đó có cơ ngơi ở đỉnh núi Thái Bình, nơi vốn dành riêng cho giới siêu giàu. Ước tính khối tài sản Tinh Gia sở hữu lên đến 300 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, ở tuổi 58, Châu Tinh Trì ngày càng sống ẩn dật với đời, tính cách cực đoan thời trẻ khiến ông dần đánh mất những người bạn vào sinh ra tử. Bên cạnh nam đạo diễn ngoài mẹ già, anh chị em thì chẳng còn chỗ dựa nào khác. Cuộc sống này vốn là như vậy, tôi luôn muốn tìm cho mình một lối đi riêng, không tiếc nhớ về các mối quan hệ đã mất, Tinh Gia cho hay. Việc Tinh Gia đối diện với tình cảnh cô độc vốn đã khiến những người yêu mến ông nhói lòng, nay họ còn phải chứng kiến thêm cảnh ông sa sút, khủng hoảng kinh tế. Vài năm qua, vận khí của Tinh Gia được cho là ngày càng kém. Các bộ phim ra mắt gần đây đều bị đánh giá thụt lùi so với thời đỉnh cao. Công việc kinh doanh công ty sản xuất phim ảnh của Châu Tinh Trì không thuận lợi. Ông đưa công ty niêm yết trên sàn chứng khoán 10 năm thì chỉ có năm 2013 công ty lãi khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ, các năm còn lại đều lỗ. Hiện tại, nam diễn viên đang phải gánh một khoản nợ khoảng 84,6 triệu đô la Mỹ. Châu Tinh Trì thực sự đã hết thời, hay thời đã hết đãi Châu Tinh Trì là một câu hỏi với nhiều tranh cãi. Nhưng dù thế nào đi nữa, Tinh Gia vẫn là quái kiệt của nền điện ảnh Hoa ngữ, vẫn là cái tên được triệu người yêu mến, Yifeng bình luận.